quý vị và các bạn đã trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Hà Đan rất hy vọng rằng trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những giây phút thoải mái nhất và thư giãn nhất. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những thông tin nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Ốc Thanh Vân chia sẻ phút thư giãn hiếm hoi của chồng, nhưng ai cũng phải bật cười cảnh cả bầy con dậm chân đè bụng túm đầu. Ốc Thanh Vân vui vẻ chia sẻ clip ba đứa con dậm chân đè bụng túm đầu massage cho ba Chí Rùa khiến mọi người buồn cười. Cảnh đông con là một nữ diễn viên MC tài năng xinh đẹp trên sân khấu, nhưng những khoảnh khắc đời thường được Ốc Thanh Vân chia sẻ khiến ai cũng bật cười, đồng cảm vì cô cũng giống như mọi bà mẹ bỉm sữa khác. Hiện tại Ốc Thanh Vân đang có chuyến công tác tại Úc và cô tranh thủ nhân dịp này cho cả gia đình đi du lịch. Trong một clip mới đây, cô chia sẻ cảnh chồng chăm ba đứa con siêu quậy và được trả công bằng giây phút thư giãn vô cùng đáng yêu. Ốc Thanh Vân vui vẻ kể, hiện ba nó đang bật máy massage 3 chế độ, đầu, bụng, chân hoạt động cùng lúc, muốn máy chạy tốt là phải trả bằng đồ chơi. Ai cũng phải bật cười, cảnh cả bầy con dẫm chân đè bụng túm đầu thư giãn cho chồng của Ốc Thanh Vân. Theo chia sẻ, đây là phút giây thư giãn được thực hiện sau khi Chí Rùa, chồng của Ốc Thanh Vân lo cho bầy con ăn uống no nê. Trong thời gian đó, bà mẹ ba con tranh thủ trang điểm để chuẩn bị tối đi trải hội. Ốc Thanh Vân miêu tả đây là máy massage 3 chế độ, đầu, bụng, chân. Trước khi làm nhiệm vụ cao cả massage, các con của Ốc Thanh Vân được ba chăm lo ăn uống no nê. Trước đó, Ốc Thanh Vân chia sẻ khoảnh khắc cảnh đàn con đi du lịch bả đâu ngủ đó, ai cũng vừa buồn cười vừa thương. Đi chơi xa gục ngã trên xe đẩy, trên sàn nhà, ngoài ghế đá hay trên vai ba mẹ là chuyện thường, nên được ngủ và ủ chăn ấm nệm êm trong một căn hộ thế này là quá xá sung sướng rồi, biết hưởng thế. Ốc Thanh Vân hiện có ba người con, bé đầu tiên chào đời năm 2011, tên ở nhà là Coca, con gái thứ hai và con trai út của cô lần lượt chào đời năm 2013 và 2015. Cô còn có kế hoạch sinh thêm bé thứ tư vì thích đông con. Vì các bé khá sát tuổi nên nhiều khi Ốc Thanh Vân cũng muốn phát điên. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn cân bằng được công việc nghệ thuật, kinh doanh và chăm sóc các con. Ốc Thanh Vân đang có chuyến công tác tại Úc. Ba đứa con sàng sàng tuổi nhau khiến vợ chồng đầu bù tóc rối. Trong khi Harry Won được khen ngợi là mỹ nhân không tuổi, Trấn Thành lại lộ rõ dấu hiệu của tuổi tác như thế này. Hào hứng khoe ảnh tự sướng, Trấn Thành khiến người hâm mộ hoang mang. Khi lộ dấu vết tuổi tác dù chỉ mới bước sang tuổi 32, vợ chồng Harry Trấn Thành luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn hạnh phúc. Tuy nhiên, trong khi Harry Won được khen ngợi ngày càng trẻ trung xinh đẹp, thì Trấn Thành lại lộ rõ dấu vết tuổi tác dù nhỏ hơn vợ 2 tuổi, đặc biệt trong bức ảnh tự sướng mới nhất. Được nam MC cập nhật trên trang cá nhân đã hiện rõ những nếp nhăn trên khuôn mặt, đặc biệt là vùng mắt xuất hiện bọng mắt to khiến fan vô cùng hoang mang. Năm nay Trấn Thành mới 32 tuổi, chính vì vậy dấu hiệu tuổi tác xuất hiện trên gương mặt nam danh hài ở thời điểm này được cho là rất sớm. Được biết với tần suất xuất hiện dày đặc trong các chương trình sự kiện nên Trấn Thành ít có thời gian nghỉ ngơi. Cũng có lẽ vì thế anh thường xuyên bị bạn bè đồng nghiệp dìm hàng những khoảnh khắc ngủ bất chấp trong hậu trường. Nhiều người vô cùng xót xa và khuyên nam MC nên có chế độ nghỉ ngơi làm việc hợp lý để giữ gìn sức khỏe và nhan sắc. Hình ảnh mới nhất được Trấn Thành cập nhật trên trang cá nhân vô tình tố cáo những nếp nhăn trên khuôn mặt, đặc biệt là vùng mắt của nam MC. Người hâm mộ xót xa khi thấy nam MC xuất hiện nhiều vết nhăn trên khuôn mặt. Sao dạo này mắt idol sụp hết cả xuống thế kia? Nhìn có dấu hiệu tuổi tác rồi em ơi. Nhưng mà em cũng rất tuyệt vời, việc làm của em rất nhân văn và có nguyên tắc. Chị rất hâm mộ em, cực kỳ hâm mộ em, có dịp về Hà Nội nhé. Nhìn tươi quá nhưng sao mắt nếp nhăn nhiều vậy em? Ủa, xin đang làm cho vì la ở hở, bỏ ngang nó càng nọng hơi sai quá sai. Ở tuổi 32, dấu hiệu tuổi tác xuất hiện trên gương mặt nam danh hài ở thời điểm này được cho là rất sớm. Mặc dù nhỏ hơn Harry Won đến 2 tuổi, nhưng Trấn Thành lại có dấu hiệu tuổi tác sớm hơn bà xã. Người hâm mộ khuyên Trấn Thành nên có chế độ nghỉ ngơi và làm việc hợp lý để giữ gìn sức khỏe và nhan sắc. Số khác khuyên Harry nên bày cách giúp ông xã duy trì nhan sắc để vợ chồng cùng đẹp. Con gái Văn Anh Tuấn Vy đốn tim mọi người với vẻ ngoài đáng yêu càng lớn càng giống bố. Ngoài hình ảnh bố và con gái giống nhau như đúc,
thì khoảnh khắc con gái Vân Anh Tú Vi quấn quýt bên ông nội cũng làm người hâm mộ đốn tim không ít. Kể từ khi sinh con gái đầu lòng, Vân Anh và Tú Vi liên tục khiến nhiều người hâm mộ lịm tim trước vẻ đáng yêu và xinh xắn của con gái mình. Đặc biệt là từ lúc đăng ảnh cận mặt con gái, thì vợ chồng Tú Vi càng khiến người hâm mộ thích thú hơn khi phát hiện ra con gái của cả hai có khuôn mặt y đúc Vân Anh. Mới đây, gia đình Vân Anh Tú Vi lại tiếp tục nhận được sự chú ý từ khán giả. Khi trên trang cá nhân của mình, Tú Vi đã chia sẻ những khoảnh khắc gia đình vui vẻ, sum vầy tràn ngập tiếng cười của con trẻ. Cụ thể, Tú Vi đã đăng loạt ảnh con gái vui đùa, cười tít mắt bên bố và ông nội cùng với dòng chia sẻ. Sáng nay trời đẹp nên con gái được đi cà phê sáng với ông nội và ba mẹ, quậy tưng cái quán của người ta. Con gái Vân Anh Tú Vi, tên ở nhà là bé Cuốn, năm nay đã được hơn 1 tuổi. Không những sở hữu nhan sắc đáng yêu mà cô bé còn hay đốn tim mọi người với những biểu cảm dễ thương hết nức. Khoảnh khắc vui vẻ cười tít mắt không thấy tổ quốc của bé Cuốn khiến ai nhìn vào cũng thấy vui lây. Tú Vi từng nhiều lần tiết lộ rằng là con gái của mình rất hiếu động và hay chạy nhảy lung tung, không chịu ngồi yên một chỗ. Cùng với hình ảnh bé Cuốn cười tít mắt thì người hâm mộ của cặp đôi còn vô cùng thích thú trước những hình ảnh Vân Anh ở bên con gái mình. Dẫu trước đó mọi người đã phát hiện bé Cuốn giống y xì đúc Vân Anh, thế nhưng điều đó lại một lần nữa được người hâm mộ đeo ra trầm trồ và công nhận Tú Vi chính là một tay đẻ mướn chính hiệu như cô đã tự nhận trước đây. Hình ảnh hai bố con Vân Anh vui vẻ cười tít mắt bên nhau nhận được nhiều sự yêu thích từ mọi người. Càng lớn bé Cuốn càng có nhiều điểm giống Vân Anh lúc còn nhỏ. Khoảnh khắc bé Cuốn ôm chân bố Vân Anh đã làm lịm tim không ít người hâm mộ. Ngoài ra Tú Vi cũng chia sẻ hình ảnh bé Cuốn quấn quýt bên ông nội. Được biết ông nội bé Cuốn cũng vô cùng thương yêu và yêu chiều cháu của mình. Người đẹp Lương Thùy Linh đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019. Sau gần 5 tháng chờ đợi và tìm kiếm, chủ nhân chiếc vương miện đầu tiên của cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 đã lộ diện, Lương Thùy Linh. Vượt qua 39 nhan sắc của vòng chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, thí sinh Lương Thùy Linh đã xuất sắc giành chiếc vương miện danh giá. Sau gần 5 tháng chờ đợi tìm kiếm, chủ nhân chiếc vương miện đầu tiên của cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 đã lộ diện, chính là Lương Thùy Linh. Đây là kết quả trái với dự đoán của mọi người, dù vậy nhiều khán giả vẫn nhận xét chiến thắng dành cho cô gái sinh năm 2000 là xứng đáng. Á hậu 1 thuộc về Nguyễn Hà Kiều Loan, Á hậu 2 thuộc về Nguyễn Tường Sang. Với thay đổi đầy mới mẻ của Miss World Việt Nam so với các cuộc thi nhan sắc khác, ngoài chiếc vương miện danh giá của tân hoa hậu thì hai nàng Á hậu cũng sẽ vinh dự sở hữu chiếc vương miện của riêng mình. Sau phần thi trang phục dạ hội đầy mãn nhãn, Miss World Việt Nam công bố top 5 khán giả vỡ òa trong hạnh phúc vì kết quả hoàn toàn xứng đáng gồm Người đẹp chiến thắng, Người đẹp nhân ái, Dương Thị Ngọc Thoa, Nguyễn Tường Sang, Nguyễn Hà Kiều Loan, Nguyễn Thị Thu Phương và Lương Thùy Linh. Ngọc Thoa bước vào vòng thi ứng xử, cô được đánh giá cao với câu trả lời thông minh. Kiều Loan với câu hỏi bạn có nghĩ mình xứng đáng với ngôi vị hoa hậu. Thu Phương cũng hoàn tất tốt câu trả lời ứng xử về giá trị động lại sau cuộc thi. Thùy Linh trả lời câu hỏi về khoảnh khắc đẹp nhất trong suốt quá trình tham gia cuộc thi. Thí sinh Tường Sang trả lời câu hỏi về việc muốn nói gì với những thí sinh còn lại nếu may mắn chiến thắng. Cô gái chiến thắng trong phần thi Dance of Việt Nam Phan Ái Nhi, cô gái chiến thắng giải Người đẹp tài năng Lê Thanh Tú, Người đẹp truyền thông là danh hiệu thuộc về Nguyễn Quỳnh Nga, Người đẹp biển gọi tên Thu Phương, Người đẹp thể thao gọi tên Phương Hoa, Người đẹp thời trang gọi tên Thu Hiền, Người đẹp áo dài Bích Thùy, Người có làn da đẹp nhất Thạch Thảo, Người đẹp được yêu thích nhất Hoàng Hải Thu. Miss World Việt Nam đã chính thức khép lại mùa đầu tiên với đêm chung kết thành công mãn nhãn và nhận được sự ủng hộ từ khán giả khi đã tìm được cô gái xứng đáng là Lương Thùy Linh với vị trí tân hoa hậu, khởi đầu sứ mệnh nâng tầm nhan sắc Việt trên bản đồ nhan sắc thế giới. Quang Trung khiến Trấn Thành muối mặt trong Ơn Giời. Mặc dù lần đầu tiên xuất hiện tại Ơn Giời, nhưng Quang Trung đã khiến cho Trấn Thành bất ngờ với khả năng ứng biến linh hoạt của mình. Lần đầu tiên trong lịch sử, Trấn Thành cởi áo ngay trên sân khấu và yêu cầu Quang Trung chỗ tài massage. Không hề ngại ngùng, Quang Trung ngay lập tức thực hiện theo lời ông chủ dưới sự chứng kiến của tất cả khán giả ở trường quay. Trấn Thành cởi áo yêu cầu Quang Trung massage. Chưa dừng ở đó, nam diễn viên hài sinh năm 1994 còn nhiều fan chửi khách hàng đưa tiệm nail của Trấn Thành vào cảnh khốn đốn. Quang Trung lăn xả hết mình để vượt qua thử thách.
Câu chuyện dường như kịch tính hơn khi Quang Trung bị bắt gặp ăn cắp tiền. Trong ngay chính căn phòng của Trấn Thành, rất nhanh trí Quang Trung sử dụng tuyệt chiêu chị hiểu hôn để giải vây cho chính bản thân mình. Quang Trung bị Trấn Thành đổ thừa ăn cắp tiền, tưởng chừng thử thách của vị trưởng phòng khét tiếng này sẽ làm khó được Quang Trung. Nhưng với tài ăn nói và linh hoạt, Quang Trung nhanh chóng vượt qua được từng thử thách một. Không hề lúng túng trước những tình huống khó mà Trấn Thành đưa ra, Quang Trung từ tốn giải quyết từng chuyện một. Trưởng phòng khó tính Trấn Thành cũng không ngần ngại dành những lời khen có cánh cho nam diễn viên trẻ Quang Trung. Trấn Thành bị xoay bởi sự nhạy bén của Quang Trung, là một diễn viên trẻ đầy tiềm năng với khả năng hài hước rất đời. Cùng biệt tài giải gái điêu luyện, Quang Trung là một trong những diễn viên hài được khán giả đón nhận nhiều nhất hiện nay. Quang Trung chia sẻ, theo dõi suốt 5 mùa của chương trình, không sót tập nào, nhưng đến mùa 6 Quang Trung mới đủ động lực để tham gia. Diễn viên Quang Trung vui vẻ khi tham gia chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Trong tuần này, chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi tràn đầy cảm xúc với 4 khách mời. Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh, diễn viên xinh đẹp Quỳnh Chi, nam diễn viên trẻ đầy trưởng vọng Quang Trung và streamer đình đám Virus. Với sự xuất hiện của 4 gương mặt, tuy quen mà lạ tại Ơn Rời tuần này đã tạo ra những tình huống đầy kịch tính hơn bao giờ hết. Đặc biệt, diễn viên trẻ Quang Trung lại làm cho Trấn Thành nhiều fan điêu đứng trong chính căn phòng của mình.